Câu tiếp theo, hiển thị tất cả thông tin sản phẩm theo giá tân dần. Giống hồi nãy không ta? Nãy là giảm dần, tăng dần. Sản phẩm đúng không? Ok. Giờ chắc là gọi bạn nào lên bảng gõ đi ta. Chứ giờ thầy làm cái này sao thấy nó đơn giản quá mà giải cái gì ta? Phải không? 2.5. Hiển thị tất cả thông tin sản phẩm. Rồi mời một bạn đứng lên đọc đi. Bạn nam bên đó, em á. Ừ. Chỗ này làm gì? Select gì? Select sao? Tất tự nghe. From. Sản phẩm. Rồi. Gì nữa? Order by giá. Bây giờ cái này sản phẩm thì có giá. Giá làm sao? Tăng dần thì sao? Giá giảm thì mới quan tâm, còn tăng thì không cần. Hoặc là thêm vô gì? A, S, C. Được chưa? Dễ không? Ừ, quá dễ. Dễ mà. Dễ thiệt chứ không phải là dễ rớt. Dễ thiệt mà. Giá sản phẩm tăng dần. Còn muốn giảm dần thì D, E, S, C. Quá easy ha. Quá easy.